Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 51. Bánh tráng, gạo lứt. Chuẩn bị, dụng cụ như là món bánh ướt, nhưng thêm nhiều dĩ tre. Bánh tráng hai lớp như là món hủ tiếu lứt cô, nhưng trộn 1-2 muỗng mè hạt vào phần bột lớp thứ hai, trước khi tráng chồng lên lớp thứ nhất. Khi phơi nắng, thấy bánh xe mặt thì lật úp, ấn nhẹ bìa bánh cho dính xuống vỉ. Để khi khô, bánh khỏi rút cong. Và chúng ta sẽ phơi tiếp đến khi bánh vừa khô, thì đem dĩ vào chỗ râm hoặc là xếp chồng các dĩ lên nhau để bánh thật khô mới gỡ ra. Khi ăn, nướng tròn, lửa than là tốt nhất, hoặc bẻ nhỏ đem chiên phồng. 52. Bánh tráng, gạo lứt miso. Chuẩn bị, dụng cụ như là ở món bánh tráng gạo lứt. Chúng ta sẽ làm như sau. Tráng bánh hai lớp, nhưng ngoài mè hạt còn trộn thêm nước miso, có thể thêm boaro hoặc là hành băm nhỏ vào mỗi cái bánh. Bánh tráng gạo lứt miso nướng hoặc là chiên phồng có mùi vị thơm ngon đặc biệt. Có thể nói bánh tráng là một trong những món ăn tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Dân ta thường dùng bánh tráng nướng làm món khai vị để mời nhau, chứng tỏ cách ăn truyền thống không những đầy tính văn minh lịch sự mà còn thuận hợp trật tự vũ trụ. Món chương là món ăn đầu tiên trong bữa của người theo phương pháp thực dưỡng. 53. Bánh tráng đập dập. Chuẩn bị, dụng cụ như là ở món bánh ướt. Cách làm như sau. Làm bánh ướt. Khi bánh chín, dùng thanh tre vớt ra, đặt lên một cái bánh tráng nướng. Chờ bánh ướt nguội bớt, chúng ta sẽ gỡ mí trải ngửa và lấy thanh tre ra. Điều chỉnh dành mép bánh ướt trùng với dành bánh tráng. Bẻ gập đôi tất cả, ướp hai mặt bánh ướt vào nhau. Dùng tay ấn khắp mặt bánh tráng cho rạn nứt, dính vào bánh ướt. Khi ăn, chúng ta sẽ bẻ từng miếng chấm tương hạt lỏng hoặc là nước tương thực dưỡng tamari. Có thể trộn chút dầu phi hoặc là tỏi, ớt. Nếu sau khi nghe xong yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản.